Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự quốc tế. Hôm qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức ấn định tổ chức bầu cử Tổng thống và Quốc hội nước này vào ngày 14 tháng 5 tới, sớm hơn một tháng so với kế hoạch trước đó. Đây được coi là cuộc bầu cử quan trọng nhất tại nước này trong nhiều thập kỷ qua. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tuyên bố, cử tri Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đi bỏ phiếu bầu Tổng thống và Quốc hội vào ngày 14 tháng 5. Sự kiện chính trị này không chỉ quyết định người lãnh đạo đất nước, mà còn quyết định đường hướng quản lý nhà nước, phát triển kinh tế, cũng như vai trò của Ankara trong tiến trình tháo gỡ xung đột tại Ukraine và tại Trung Đông. Trong cuộc bầu Tổng thống sắp tới, ông Erdogan sẽ phải cạnh tranh với lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cộng hòa CHP Kemal Kılıçdaroğlu, người vừa được Liên minh đối lập chính gồm 6 đảng chính thức đề cử hồi đầu tuần này. Các kết quả thăm dò dư luận cho thấy sự ủng hộ đối với hai ứng cử viên này đang ở thế khá ngang ngửa, với phe đối lập dẫn trước không đáng kể so với Liên minh cầm quyền. Iran và Ả Rập Xê Út hôm qua đã nhất trí tái thiết lập quan hệ ngoại giao sau 7 năm gián đoạn và mở lại các cơ quan ngoại giao ở mỗi nước. Hãng thông tấn IRNA của Iran dẫn tuyên bố chung được phái đoàn hai nước đưa ra sau các cuộc thảo luận tại Trung Quốc nêu rõ Iran và Ả Rập Xê Út nhất trí nối lại quan hệ ngoại giao, mở lại đại sứ quán và các phái đoàn ngoại giao ở mỗi nước trong 2 tháng tới. Tuyên bố chung cũng được hãng thông tấn chính thức của Ả Rập Xê Út đăng phát. Hai nước cũng đã gửi lời cảm ơn tới Iraq và Oman vì đã nỗ lực làm trung gian hòa giải cũng như các quan chức và chính phủ Trung Quốc đã tổ chức và ủng hộ các cuộc đàm phán mang đến kết quả lần này. Quan hệ ngoại giao giữa Iran và Ả Rập Xê Út bị gián đoạn sau khi xảy ra vụ người biểu tình Iran tấn công trụ sở các phái đoàn ngoại giao Ả Rập Xê Út tại nước này vào năm 2016. Theo số liệu Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh ONS công bố hôm qua, kinh tế nước này đã phục hồi nhẹ trong tháng 1 sau khi tránh được nguy cơ suy thoái vào quý 4 năm ngoái, dù lạm phát vẫn leo thang. Tổng sản phẩm quốc nội GDP của Anh tăng 0,3% trong tháng đầu năm khi ngành dịch vụ bù đắp cho tình trạng sụt giảm trong lĩnh vực xây dựng và sản xuất. Các động lực tăng trưởng chính trong tháng 1 bao gồm việc học sinh quay trở lại trường, các câu lạc bộ ngoại hạng Anh thi đấu trở lại sau thời gian tạm nghỉ do World Cup và dịch vụ y tế tư nhân tăng trưởng mạnh. Bên cạnh đó, dịch vụ bưu chính cũng phần nào phục hồi sau tác động của các cuộc đình công vào tháng 12 năm ngoái. Các số liệu kinh tế Anh được công bố một tuần trước khi Bộ trưởng Tài chính Jeremy Hunt công bố giai đoạn tiếp theo trong kế hoạch ngân sách kiềm chế lạm phát, giảm nợ và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế để cải thiện chất lượng sống của người dân. Trong khi đó, số liệu sơ bộ do Cơ quan Thống kê Liên bang Đức cho thấy, kinh tế Đức chưa ghi nhận dấu hiệu lạc quan do tỷ lệ lạm phát ở nước này vẫn ở mức cao trong tháng 2 vừa qua. Theo đó, lạm phát trong tháng 2 tăng 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 0,8% so với tháng 1. Đây là mức lạm phát cao làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân Đức, đặc biệt là các hộ gia đình có thu nhập thấp và trung bình. Theo đó, lạm phát trong tháng 2 tăng 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 0,8% so với tháng 1. Đây là mức lạm phát cao làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân Đức, đặc biệt là các hộ gia đình có thu nhập thấp và trung bình. Hiện chính phủ Đức đang phải nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp để đẩy lùi lạm phát. Nhưng theo dự báo của các chuyên gia kinh tế, tốc độ trượt giá ở nước này vẫn sẽ tiếp tục ở mức cao trong thời gian tới. Ủy ban trí tuệ nhân tạo thuộc Phòng Thương mại Mỹ đã lên tiếng thúc giục Quốc hội và chính quyền nước này sớm xây dựng quy định đối với các công cụ trí tuệ nhân tạo AI và nên xem đây là ưu tiên hàng đầu. Ủy ban AI do các cựu hạ nghị sĩ John Delaware, Mike Ferguson đứng đầu, dự báo hầu như mọi doanh nghiệp và cơ quan chính phủ Mỹ sẽ sử dụng AI trong vòng 10 đến 20 năm tới. Vì thế, cơ quan này khuyến nghị các nhà hoạch định chính sách Mỹ cần sớm triển khai các sáng kiến để xây dựng luật và quy định chặt chẽ nhằm phát triển AI có trách nhiệm và sử dụng công cụ này một cách có đạo đức, nếu không sẽ gây hại cho nền kinh tế, ảnh hưởng đến các quyền cá nhân, hạn chế sự phát triển và triển khai các công nghệ có lợi. Sự phổ biến nhanh chóng và mạnh mẽ của ứng dụng ChatGPT của OpenAI và các công cụ AI khác thời gian gần đây đang làm dấy lên lo ngại rằng các công cụ này có thể sớm thay thế công việc của con người. Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman cho rằng quy định của chính phủ về AI là rất quan trọng khi các hệ thống này đang phát triển mạnh mẽ và có nhiều đột phá. Bỉ hôm qua tuyên bố tất cả các nhân viên chính phủ liên bang sẽ không được phép cài đặt ứng dụng chia sẻ video TikTok trên các điện thoại công vụ của họ, viện dẫn lý do bảo vệ dữ liệu người dùng. Lệnh cấm sẽ có hiệu lực tạm thời trong vòng 6 tháng. Trước đó, nhiều nước và tổ chức cũng đã ra lệnh cấm tương tự như Mỹ, Canada, Đan Mạch, Australia, Nghị viện châu Âu, Ủy ban châu Âu và Hội đồng châu Âu. Nguyên nhân cũng là do lo ngại về vấn đề quyền riêng tư và bảo mật thông tin của người sử dụng. Hiện Iceland và Cộng hòa Séc chưa đưa ra lệnh cấm, nhưng đang tiến hành điều tra về khả năng bảo mật dữ liệu của TikTok.
Bản tin thời sự quốc tế xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.